Người ta thường nói lời hứa đáng giá nghìn vàng, ý chỉ lời hứa của một người biết giữ chữ tín là rất có giá trị, nhưng kỳ thực nó còn hơn cả ngàn vàng không biết bao nhiêu lần. Bản khế ước kéo dài trăm năm chỉ dựa vào một chữ tín. Năm 1898, trong một quán rượu bên bờ sông Rhône, nước Pháp, dưới sự chứng kiến của ông chủ quán rượu và thị trưởng thị trấn Saint-Louis, ông chủ nhà máy xe của thị trấn là Dulin đã ký một bản thỏa ước với hai người lữ hành với nội dung: ông chủ Dulin bỏ ra 1.000 franc giúp hai anh em nhà Geno mở xưởng bánh mì. Sau khi xưởng đi vào sản xuất, mỗi tuần anh em nhà Geno phải cung cấp miễn phí cho ông chủ Dulin khoảng 22 kg các loại bánh ngọt. Sau khi xem bản thỏa ước này, tất cả mọi người đều cho rằng ông chủ Dulin sẽ bị lỗ nặng. 1.000 francs thời điểm đó là một món tiền không nhỏ. Ông chủ Dulin chẳng qua đã uống hai chén rượu với hai người không rõ lai lịch từ nước Anh đến, liền đồng ý tài trợ cho họ mở một nhà máy ở thị xã Pialate. Việc này ít nhiều cũng có chút bốc đồng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết mở tiệm bánh mì là tâm nguyện bấy lâu của ông chủ Dulin. Dù có nói gì đi nữa, ông ấy cũng nhất quyết không nghe lời khuyên của người khác. Nhưng điều khiến cả hai bên đương sự không thể ngờ tới là ngày nay, sau hơn 100 năm trôi qua, công ty bánh mì của anh em Geno có thể trở thành một trong những nhà cung cấp bánh mì bánh ngọt lớn nhất miền Nam nước Pháp. Và hơn hết là họ vẫn luôn tuân thủ thỏa ước đã ký kết năm xưa. Mỗi tuần được cung cấp miễn phí bánh ngọt lên tới khoảng 4,5 tấn cho một nhà cung cấp đồ ăn tây cho hậu duệ của ông chủ Dulin kinh doanh. Ngoài ra, theo điều khoản bổ sung của thỏa thuận, công ty Geno cung cấp cho công ty hậu duệ của ông Dulin tất cả các loại bánh ngọt với số lượng không hạn chế bằng giá thành sản phẩm. Ông chủ Dulin sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng. Hãng bánh Boulangerie ở thị trấn Genwis đã phát triển rộng khắp nước Pháp cùng với sự phát triển của công ty Geno. Thậm chí dưới sự giúp đỡ của công ty Geno, hãng Boulangerie đã đặt chân vững chắc ở các thành phố lớn của Pháp như Lyon, Marseille, Nice. Tất cả những kỳ tích này đều dựa vào một bản thỏa ước không ghi rõ kỳ hạn. Thực ra, mấy chục năm trước, cháu nội của ông chủ Dulin đã đề xuất với công ty Geno kết thúc thỏa ước này. Ít nhất cũng sửa đổi lại một chút vì bản thỏa ước hà khắc này khiến họ cảm thấy rất áy náy. Công ty Geno đã trải qua nhiều lần chuyển giao từ người này sang người khác, không còn dây mơ rễ má gì với anh em nhà Geno từ lâu. Nhưng ông chủ thời đó vẫn dứt khoát cự tuyệt ý tốt của cháu nội ông chủ Dulin. Nói thật lòng, bản thỏa ước đó thực sự đã gây rất nhiều khó khăn không nhỏ cho sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi, nhưng không có gì thiêng liêng hơn lời cam kết đó. Cho dù tổ quốc trong thời kỳ bị người Đức chiếm đóng, chúng tôi cũng không phản bội lại lời hứa lúc ban đầu, hiện nay lại càng không được. Trên thực tế, đối với bản hợp đồng bất công rõ rệt như thế, luật pháp nước Pháp cho phép đương sự đơn phương hủy thỏa ước. Thế nhưng công ty Geno vẫn như xưa, những chiếc xe hàng miễn phí đúng giờ vào sáng sớm ngày giao hàng mỗi tuần vẫn xuất hiện ở cổng hãng Boulangerie của ông chủ Dulin. Đến năm 2002, một tập đoàn tài chính của Mỹ có ý mua lại công ty bánh mì của anh em nhà Geno. Trong quá trình đàm phán, điều kiện mà công ty Geno đưa ra là công ty mới phải tiếp tục thực hiện bản thỏa ước 100 năm trước. Thậm chí họ sẵn lòng nhượng bộ về giá bán công ty. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi bản thỏa ước, người phụ trách phía Mỹ đã vui vẻ đáp ứng yêu cầu này. Bởi so với cái giá phải bỏ ra để thực hiện bản thỏa ước, thì chữ tín được công ty Geno xây dựng cả trăm năm chính là cái được lớn nhất mà họ có được. Phẩm giá, đức hạnh của một con người hay của một tập thể, một dân tộc hay quốc gia đều được gây dựng lên bắt đầu từ chữ tín. Khổng Tử nói, nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả giả, đại xa vô nghê, tiểu xa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi tai. Nghĩa là, con người mà không giữ chữ tín thì không biết người đó có thể làm được việc gì. Giống như xe lớn không đòn, xe nhỏ không ách, làm sao mà đi được. Chỉ có một chữ tín, người ta không mất thời gian tiền của công sức mua mẹo biện pháp để đề phòng, dò xét, thử lòng nhau. Họ dành tất cả thời gian công sức, tiền bạc và trí tuệ của mình để hoàn thành sự nghiệp của mình và thành tựu sự nghiệp cho người khác.